Học viện An ninh Nhân dân. Và trong không khí tưng bừng phấn khởi của các trường đại học cao đẳng trên cả nước khai giảng năm học mới, năm học đầu tiên triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, hôm nay Học viện An ninh Nhân dân long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013, năm học thứ 44 đào tạo đại học trong chặng đường hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành. Đến dự buổi lễ trọng thể này, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí thượng tướng giáo sư tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Về phía đại biểu khách mời các bộ ngành trung ương và địa phương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện lãnh đạo Vụ Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Cục An ninh Quân đội, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Văn hóa, Học viện Y dược Cổ truyền, Học viện Công nghệ Biểu chính Viễn thông, Học viện Quân y, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Đô, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cô Di, Công ty Xây dựng Thăng Long, Công ty Xây dựng Vinaconex 6, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Công chính, Công ty Tư vấn Thiết kế Bộ Quốc phòng, Công ty Tư vấn Giám sát và Xây dựng Bạch Đằng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuân Tiến Hòa Bình. Về phía đại biểu trong ngành công an, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại diện lãnh đạo các đơn vị Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục An ninh 1, Tổng cục An ninh 2, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thanh tra Bộ Công an, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Tài chính Bộ Công an, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Cục Chính trị Hậu cần Tổng cục An ninh 1, Cục Chính trị Tổng cục An ninh 2, Cục Tham mưu, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Chính sách, Cục Công tác Chính trị, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Tạp chí Công an Nhân dân, Viện Lịch sử Công an Nhân dân, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thanh tra Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý Trang bị Kỹ thuật và Trang cấp, Cục Quản lý Xây dựng Cơ bản của Doanh trại Tổng cục 4, đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Công an quận Hà Đông, quận Thanh Xuân, Công an phường Văn Quán, phường Ngũ Lao, thành phố Hà Nội, đại diện Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Quan hệ Quốc tế, Ban giám hiệu Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân, Trường Trung cấp An ninh Nhân dân 1, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6, Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, Trường Văn hóa 1. Đặc biệt, dự lễ khai giảng hôm nay có 112 đồng chí Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Cục trưởng và tương đương, Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các trường Công an Nhân dân đang dự lớp bồi dưỡng chức danh tại Học viện An ninh Nhân dân. Về phía Học viện An ninh Nhân dân, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân. Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các khoa, phòng bộ môn, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên Học viện,
925 học viên khóa D44 mới đến trường, bước vào năm học đầu tiên tại Học viện An ninh Nhân dân. Kính thưa các đồng chí, năm học 2011-2002 là năm học đầu tiên Học viện An ninh Nhân dân cùng cả nước cũng như toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện An ninh Nhân dân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được những thành tích nổi bật.